Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn nghiệp vụ điều chỉnh hóa đơn. Đối với hóa đơn đã kê khai thuế mà bị sai về tiền, các bạn sẽ sử dụng nghiệp vụ điều chỉnh hóa đơn. Ví dụ, hóa đơn số 7 này của tôi bị sai về đơn giá của mặt hàng túi ni lông. Đơn giá chuẩn là 2.000, ở đây đang là 5.000. Tôi sẽ sử dụng nghiệp vụ hóa đơn điều chỉnh giảm để giảm thành tiền xuống. Điều chỉnh giảm bằng cách vào nghiệp vụ hóa đơn, chọn điều chỉnh hóa đơn, chọn mẫu số, ký hiệu và quan trọng là số hóa đơn bị sai. Chọn kiểu điều chỉnh giảm, chọn điều chỉnh hóa đơn. Lúc này trên hệ thống sẽ hiện ra giao diện hóa đơn cũ của các bạn. Các bạn sẽ xóa những mặt hàng không liên quan. Ở phần đơn giá, các bạn sẽ ghi số tiền chênh lệch muốn giảm. Ở phần tên hóa dịch vụ, chúng ta sẽ diễn giải điều chỉnh giảm đơn giá cho mặt hàng túi ni lông từ 5.000 trên một túi thành 2.000 trên một túi. Sau khi diễn giải xong, lưu dữ liệu lại. Xem lại trước khi ký. Trên hóa đơn điều chỉnh sẽ có dòng chữ là hóa đơn điều chỉnh giảm cho số hóa đơn bao nhiêu, ký hiệu bao nhiêu. Chúng ta sẽ tiến hành thao tác ký hóa đơn. Khi ký xong, trên hệ thống sẽ xuất hiện biên bản điều chỉnh. Biên bản sẽ xuất hiện ở phần xử lý hóa đơn. Chọn hóa đơn điều chỉnh. Ở cột tạo biên bản, click vào hình tờ giấy. Đây chính là biên bản điều chỉnh hóa đơn. Số ở đây là số biên bản. Các bạn có thể ghi số nào cũng được. Ngày ở đây là ngày điều chỉnh. Điền lý do điều chỉnh, nội dung trước khi điều chỉnh là gì, hai bên thống nhất điều chỉnh lại với nhau là gì. Sau đó, đại diện bên A và bên B cùng ký. Các bạn có thể ký điện tử, có thể ký tay, nhưng nhớ là ký đồng đều giúp mình. Đối với phần điều chỉnh tăng, các bạn cũng sẽ làm tương tự. Trên đây tôi vừa hướng dẫn xong phần nghiệp vụ điều chỉnh hóa đơn. Xin chào và hẹn gặp lại!